Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh New 10 TV. Nói tiếp video phần 1 thì đây là phần 2 về câu chuyện của chị Trinh tuổi dần. Thì như ở cái phần 1 á, thì nó đã khép lại cái cuộc tình đầu tiên cũng như là cái đời chồng đầu tiên của chị Trinh. Mặc dù về cái việc á, là đám cưới thì nó chưa có diễn ra. Nhưng mà hai người cũng đã làm một cái đám hỏi khá là linh đình hầu như là ở dưới quê ở dưới mỹ tho lúc đó ai cũng biết hết trơn rồi quý vị ở xóm đó ai cũng biết là chị trinh là lấy anh chút hết trơn và đi ra ngoài thì ai cũng hỏi là vợ chồng nó không về quê chơi hả bây giờ hai từ vợ chồng là chỉ khi nào mà đám cưới đám hỏi thì người ta mới dùng từ vợ chồng để nói với một ai đó quý vị và chị trinh bây giờ là chỉ mà về quê là ở xóm ta hỏi ủa dạo này chút chồng con đâu không thấy về kiểu dạng vậy quý vị không cũng gọi là mang tiếng đời chồng rồi đó quý vị cái đó là mình đang nói về cái mặt xã hội nha rồi trên khía cạnh pháp lý giấy tờ thì do hai người này á yêu nhau quá cứ nghĩ trong đầu là chắc mẻm một ngàn phần trăm là đến với nhau rồi mà đã đám hỏi luôn rồi còn chần chừ chi mà không ký cái tờ đăng ký kết hôn nên hai người nắm tay nhau đã đi làm giấy tờ đăng ký kết hôn hết trơn rồi quý vị mặc dù lúc đó thì mới có đám hỏi thôi quý vị thấy bởi vậy sau này là mình phải rút kinh nghiệm quý vị nha chứ mấy cái pha này là vậy là không được phải không Thời đó là do hai người này thấy yêu cũng nhiều năm Rồi tình cảm cũng đậm sâu Mà đã hai bên nhà định đoạn hết trơn Đám hỏi cũng diễn ra rồi Bây giờ là gọi là 75% là đã thành công Rồi không lẽ chỉ còn 25% còn lại mà nó rớt Kiểu dạng vậy Nên hai người mới chắc mẻm quá Mới đăng ký kết hôn luôn quý vị Thành ra bây giờ về mặt pháp lý giấy tờ Chị Trinh cũng mang tiếng đời chồng luôn Kể từ sau cái lần hôn nhân mà thất bại đó Cộng với cái người đàn ông mà mình yêu mà mình đã dành thanh xuân của mình á, nhiều năm mình yêu quý vị mình cứ nghĩ rằng á cái người đó sẽ chung thủy một lòng tại vì trong quá trình yêu nhau anh chúc đối xử với chị trinh rất tốt mặc dù nhìn cái dáng hình ảnh là bad boy nhưng mà đối xử với chị rất rất là good boy quý vị cái gì mà chỉ cần á nói chung là chỉ nũng nịu có những cái chỉ bướng bỉnh ảnh đều chiều theo chị hết chưa bao giờ ảnh chửi chỉ ảnh mắng chỉ hay là có một cái tát tay nào với chỉ hết trơn trong bao nhiêu năm yêu nhau điều đó nó làm cho chị cảm thấy rằng là chị rất là tin tưởng thêm cái nữa là anh Trúc này lúc nào đi ra ngoài chơi với bạn bè của ảnh thì ảnh đều khoe giống như là khoe về chỉ trước mặt bạn bè cái gì ảnh cũng khoe chỉ với lại là đi chơi với bạn nhưng lúc nào cũng nơm nớp là muốn trở về nhà để đi chơi với chị không à đi với bạn nhưng mà trong đầu cứ nhớ về vợ mà cứ đòi về nhà để mà chở vợ đi chơi hay không kiểu dạng vậy đó những cái điều đó đó thì trong cái nhóm bạn của anh chúc á cũng truyền tai nhau nói là anh chúc sợ vợ nó chưa lấy vợ nữa mà bây giờ nó đã sợ rồi nó mới có đám hỏi thôi nó chưa cưới nữa mà bây giờ nó đã sợ rồi mai mốt về sống chung nhà chắc là khó gặp được nó đây thì bạn bè của anh chúc trong nhóm đồn nhau thì đồn tới tay của chị của chị trinh mà chị chị trinh là bạn chiền với nhau không cũng là bạn trong nhóm luôn nên biết thì mới về kể cho em gái mình nghe mới nói là trời ơi thằng chúc nó nó thương mày nó sợ mày nó đi chơi mà nó cứ nôm nớp nó muốn đi về không mà nó sợ đi chơi về trễ này nọ rồi mày ghen tuông rồi mày lo này kia nó sợ mày buồn kiểu dạng vậy đúng vậy rồi chưa kể là đi đâu cũng khoe chị trinh trước mặt bạn bè hết trơn á cái kiểu mà sợ vợ mà cảm thấy tự tin á không sợ vợ mà cảm thấy là cái đó hãnh diện á Thế là bây giờ chị Trinh chính vì những cái điều mà những năm tháng vừa qua yêu nhau Cái điều mà anh Trúc thể hiện nó làm chị Trinh nó hết mực là tin tưởng quý vị Vậy mà bây giờ lại phát hiện ra anh Trúc đã lỡ ngủ với người con gái khác Dù rằng biết cái đó là lỡ thôi do ảnh sai anh không làm chủ được hành vi Tuy nhiên thì lỡ thì lỡ mọi chuyện nó cũng đã xảy ra rồi Người con gái đó thì có vẻ cũng không có muốn buông tha cho ảnh nữa cũng Người con gái đó cũng giống như là tấn này tấn ép cũng muốn này kia gạ gẫm ảnh nữa nên là chị Trinh không có muốn là ở trong một cái mối quan hệ nó phiền phức, nó nhập nhằn Rồi ghen tuông như vậy nó hành hạ chị mỗi ngày chị cũng không có muốn Cho nên chị mới chấp nhận là chia tay một cách nhanh gọn lẹ Mặc dù mối tình nhiều năm Từ ngày chia tay rồi thì anh chút này anh cũng suy sụp lắm cái gì Anh cứ thường xuyên Mặc dù đã nói là chia tay rồi đã trả đồ hết trơn rồi Trả ba cái đồ mà bữa hôm là làm đám hỏi đó trả lại mấy đồ xính lễ hết rồi nhưng mà anh này vẫn cứ tìm chỉ hoài à, chỉ lên Sài Gòn đi làm, ảnh cứ qua bên nhà trọ kiếm chỉ. Kiểu giống như là ảnh cứ muốn hàng gắn lại, hàng gắn lại, ảnh muốn chỉ cho ảnh cơ hội. Nhưng mà chị Trinh nhất quyết á, là không là không, chia là chia. Và sau nhiều lần quý vị, anh Chúc này cố gắng để hàng gắn nhưng không thành. Thì tới cái ngày hôm đó anh Chúc này ảnh mới qua bên nhà gặp chị và ảnh nói chỉ một câu. Hôm nay là lần cuối anh qua anh thăm em, anh chỉ muốn là coi em mập ốm sao em khỏe mạnh hay không có bệnh hoạn ốm đau gì không còn sau đó nữa thì anh sẽ không qua thăm em nữa một điều làm cho anh rất buồn không phải là vì là em hồi cưới em hồi hôn mà điều anh buồn đó là anh không ngờ rằng em có thể lạnh lòng đến mức độ mà nói buông là buông thì câu đó là câu cuối cùng mà anh chúc ảnh nói với chị trinh trước khi mà ảnh gọi là xa đi luôn đúng không gì và rồi thì cái ngày hôm đó đúng thiệt là ngày cuối cùng mà anh chúc gặp chị trinh kể từ đó trở về sau thì anh chúc không có liên lạc qua lại cho chị trinh cũng không có qua bên phòng trọ kiếm chị trinh nữa rồi nói chung là hai người giống như là không còn liên lạc không còn dính líu gì và cũng không biết tin gì nhau luôn chị trinh sau cái cứu sốc đó xong rồi thì cũng phải vững tin lại quý vị cũng phải làm lại từ đầu chỉ lo tập trung vô công việc nhiều hơn thời gian qua đó thì chỉ đi làm cái công việc ở tổng đại viên đó, công việc đó làm nó cực khổ làm chia ca làm thức đêm thức hôm sáng dậy sớm nhưng mà kiểu như công việc đó lương cũng không có cao nữa chỉ làm mấy năm qua học kinh nghiệm nhiêu đó cũng đủ rồi sau khi chia tay mối tình này rồi thì chỉ cũng muốn giống như là tìm một cái công việc nào đó nó tốt hơn tương lai sáng lạng hơn rồi mình làm ổn định hơn giờ giấc hành chính này kia đặng mình về sớm lúc này nè thì chị trinh chỉ mới chuyển qua làm lễ tân cho một cái khách sạn và khách sạn này là thuộc hệ dạng khách sạn 4 sao quý gì khi mà chỉ làm ở đây thì cái mức lương thật sự mà nói đó nó so ra thì nó cũng cỡ cỡ như là chỉ làm bên tổng đại viên nhưng mà được một cái là ở bên đây thì mình làm thì giờ giấc của chỉ làm nó nó cố định nó không có xoay ca mà búa lung tung với lại là thí dụ lâu lâu mình có làm đi ca thai cho người ta thì nó cũng có báo trước nữa dễ sắp xếp hơn và bên cạnh đó nữa là làm bên đây á, thì nó cũng có nhiều chế độ tốt hơn đúng không vậy chế độ về lương chế độ về thưởng rồi chế độ về sức khỏe rồi cũng tốt một năm cũng cho đi du lịch một lần rồi một năm cũng cho đi khám sức khỏe tổng quát một lần vân vân những cái đó thì ở bên làm tổng đại viên bên kia nó không có có nên là bây giờ qua bên đây thì chỉ làm chỉ thấy nó tốt hơn mặc dù lương á, thì nó cũng cỡ cỡ bên kia thôi nhưng mà so ra cái lượng công việc nè với lại những cái chế độ nè thì bên đây nó lợi hơn rồi thì từ ngày đó chỉ chuyển qua bên cái khách sạn 4 sao này chỉ làm ở quận nhất quý vị. Từ ngày làm ở đây thì chỉ cũng nâng cao được cái kỹ năng nghe nói tiếng Anh tốt hơn trước nữa. Mọi thứ dần dần nó trở về trạng thái bình thường, vui vẻ. Chị Trinh bây giờ cũng đã quên đi những cái chuyện cũ trong quá khứ rồi bây giờ chị chỉ cứ thích sống độc thân rồi cứ thích đi làm kiếm được tiền sợ có tiền thì thỉnh thoảng về quê thăm cha mẹ mua cái này mua miếng quà mua miếng bánh về cho cha mẹ làm vui thì đối với chị trinh như vậy là cái niềm vui của chị thời điểm lúc đó gì chứ không có nghĩ tới cái chuyện yêu đương đâu cũng buồn tình nó cũng cảm thấy giống như là đợi nguôi ngoai đi mà đợi nguôi ngoai thì cũng phải đợi một thời gian cho nên lúc đó chị không có nghĩ tới yêu đương thời gian cứ thế nó thấm thoát nó trôi qua thì 3 năm quý vị Kể từ ngày là coi như chỉ với lại các anh chúc chia tay nhau, hồi hôn nhau là coi như bây giờ là đã 3 năm trôi qua rồi. Mọi thứ nó cũng đã quá nguội lạnh rồi đúng không quý vị? Tuy nhiên tới lúc này mà chị Trinh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà chị cũng chưa có yêu đương, chưa dám mở lòng yêu ai. Nhiều lần về quê thì cô dì chú bác cũng thường hay hỏi thăm là sao mà bây giờ chị Trinh không chịu lấy chồng đi? Con gái mà 25, 26 tuổi rồi sao không tính tới cái chuyện hôn sự lấy chồng? dù gì thì cái chuyện trước cũng đâu có ai muốn đâu bây giờ nó cũng đã nguôi ngoai rồi sao giờ không chịu lấy chồng đi con cậu của chị cũng nói mà gì của chị cũng nói mà ngay cả ba má ruột của chị cũng nói nữa khi mà bây giờ á mỗi lần không về quê thôi mỗi lần về là nghe nói vậy quý vị nghĩ cứ chịu nổi ông âm mỹ Âm mỹ ta nói giống như là bị bệnh trầm kha rồi nó nghe hoài chừng nào lấy chồng con sau tết năm nay con chưa dẫn bộ về con không cứ lần nào ông gặp là cũng nghe nói thì cái chị trinh này chỉ giống như là cũng hơi bị uh, sợ với lại là cũng nghĩ có khi nào á uh, mình bị lãnh cảm không có khi nào mình không yêu ai được mình lãnh cảm không từ ngày mình thất bại vậy xong có khi nào mình bị sang chấn tâm lý không nhiều khi chỉ cũng tự tự vấn bản thân chỉ tự suy nghĩ vậy quý vị thì uh, cái chuyện á uh, mà chị trinh bây giờ không mở lòng yêu ai cái điều đó quý vị nó đã làm thôi thúc cái người cha người mẹ của chị trinh lúc này á uh, phải đành á uh, nhờ qua cái người mai mối Ngày xưa có bà Mai thì bây giờ cũng có bà Mai Mà không những vậy bây giờ làm bà Mai á, có nhiều tiền lắm Cho nên là nhiều người cũng thích đi làm Mai Nhưng mà đâu có biết được Ông bà người ta nói là trong mấy cái ngu thì làm Mai dắt mối á, Là coi như là cũng là cái ngu trong số đó luôn không Cái bà Mai này quý vị kiểu như bà là ở trong xóm này Bà chuyên gia là giống như là hay để ý bà là trùm nhiều chuyện Nói thẳng câu vậy đó là bà Mai này bà trùm nhiều chuyện cho nên là bà hay quan sát lắm bà biết chuyện gì ở trong ngõ ngách ở trong cái xóm này chuyện gì chuyện nhỏ chuyện lớn bà để ý bà biết hết ba má của chị trinh á mới biết á là bà này á bà rất là quen am hiểu được nhiều người bà biết nhiều hoàn cảnh gia đình bà biết rõ hoàn cảnh của nhiều gia đình nên là bà này bà thường hay lui tới bên ngay chỗ cái tiệm mà mua giày dép của ba má chị trinh đó bà hay tới đó bà mua bà này thì bà thời đó bà mang guốc có quý vị biết hồi xưa mà mang guốc mà mình mua cái đế mình lựa cái đế xong mình lựa cái quay xong rồi lợi cái cho người ta đóng đinh vô á quý vị đóng đinh vô cái quay không là hồi xưa là nó có cái mô mô đen là mang guốc là như vậy là mua chọn cái đế cái kiểu mà mình thích nè tại mỗi một cái đế nó khác nhau khác cái kiểu khác dáng này kia nọ cái mũi guốc nó cũng khác nhau có cái mũi bằng có cái mũi nhọn có cái ngái, ngái mũi uh, oval thì coi như là cứ như vậy là mình sẽ lựa cái đế xong mình lựa cái quay quay thì nó cũng có đa dạng những cái loại quay guốc nữa bà này á bà mai này thì bà trùm mang guốc luôn mà thường mấy bà mấy mối hay mang guốc lắm nêu mười để ý gì đó bà mang đi cộng 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 không hiểu tại sao quý vị chắc là bà đi ý đó ra tín hiệu tôi là bà mai nè tôi là bà mai nè chắc vậy quý vị thì bà này bà cũng ra ngoài cái tiệm giày dép của ba má chị trinh bà ra bà mua guốc đi bà mua hoài à mua mối luôn đợt đó bà ra thì giống như ba má chị trinh mới lên tiếng hỏi giống như là chị có biết à, bây giờ có mối nào ngon ngon không con tôi bây giờ á nó làm biến yêu quá chị ơi nó không chịu có bồ kêu nó có bồ mà nó làm biến nó lo cắm đầu cắm cổ nó lo đi làm không à tại vì ba má chị trinh đâu có dám nói con mình bị lãnh cảm bây gì không phải nói vậy thôi nó giờ nó lo đi làm không chị ơi kêu nó yêu đương ai nó cũng làm biến nó không chịu yêu mà bây giờ á thôi thì bây giờ á tôi đành nhờ chị chị giúp giùm chị thấy có cái mối nào ngon ngon lịch sự lịch sàng mà trai tráng mạnh dạng đàn ông này kia cao cao hơn con tôi nha chứ đừng có lùng lùng rồi kiểu như là già già tuổi chút cũng không sao Miễn sao mà nó có công danh sự nghiệp Không cần đẹp trai quá Chỉ cần tướng cá bậm, bậm trợn đàn ông là được Thì nếu mà có đó thì chị làm mai cho con tôi dùm Bà này bà mới nói trời ơi có gì đâu cái đó dễ thôi Nhưng mà bây giờ để tôi tìm hiểu cái đã nha Cho tôi thời gian đi dài ba bữa đi Để tôi thư thư tôi đi tìm hiểu thử coi là vòng vòng trong cái xóm này có ai Mà có con cái hay là có ai mà có anh em gì mà giống như là ở trong cái cái kiểu mà À, yêu cầu của chị không nếu mà có thì tôi tôi thông báo cho thì kéo dài như vậy khoảng độ làm nửa tháng sau là hai tuần lúc đó thì cái bà mai này là bà mới tận nhà bà tới tận nhà của ba mẹ chị trinh luôn bà chiều đó bà mới tới gõ cửa bà mới kêu là trời ơi cho tôi vô đi tôi nói chuyện với anh chị một chút bây giờ tôi lăn xăng tôi vừa nghe xong cái là tôi lăn xăng tôi qua nhà anh chị tôi nói chuyện liền bây giờ tôi nói cho anh chị nghe bây giờ có cái mối này nè tôi thấy được lắm nhưng mà tôi kể qua rồi anh chị thấy được thì anh chị nói tôi hay để tôi biết tôi nói chuyện với bình ta đặng cho đôn đúc mọi chuyện cho nó đi đến nhanh 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 nếu không chứ qua cơ hội này không có cơ hội khác nó ngon hơn đâu tôi thì tôi nghe tôi thấy thằng này được lắm thằng này nó là diệt kiều mà diệt kiều mỹ sống ở bên mỹ á, tính ra là cũng được 28 năm thời điểm mà lúc nó sang mỹ á, là năm đó nó mới 14 tuổi à Bây giờ thì thằng này nó đã 42 tuổi rồi Tuổi tác á, thì bây giờ có thể là nó lớn hơn con anh chị cũng khá nhiều đúng không Nhưng mà quan trọng á, là nhìn cái hình á, thì tôi thấy hình á, tôi thấy thằng này được Nhìn hình thì có vẻ nếu mà nó đứng gần con trinh con của anh chị Nhìn nó cũng không đến nổi trên lệch nhiều đâu Tại vì thằng này nó sống ở nước ngoài Nhìn nó cũng không đến nổi già nua tôi nhìn qua hình nào giờ tôi không tin tôi mở cho anh chị coi tôi thấy hình rồi thằng này nhìn thấy hình nó còn lực lưỡng trai tráng nhìn còn mạnh khỏe lắm mà nhìn còn cơ bắp lắm kìa hai cánh tay của nó nhìn thấy còn có chuột nữa mà cơ lên nữa tôi nghĩ thằng này chắc ít nhiều nó phải có tập gym nó phải có tập thể hình mà nó lại mặc đồ kiểu nhìn thể thao lắm kìa nó mặc đồ theo kiểu như nhìn năng động thể thao trẻ trung lắm chứ nó không phải mặc sơ mi đồ như ông cụ non đâu nó mặc toàn áo thun với quần jean không à nên nhìn thằng này nó còn trẻ lắm chị à Tôi nhìn thấy hình rồi Tôi thấy nguyên cái lít hình của thằng này luôn Tôi thấy tôi chấm Tôi thấy nó đứng gần con chị Tôi thấy rất xứng đôi luôn Mà ở bên Mỹ nó có tiệm nail Ngon lắm Tôi nghe nói là bên đó tiệm nail nó đắt khách dữ lắm Tiệm nail của nó ở bển là nuôi tổng cộng là 8 thợ Mà tiệm thì không có to lắm Nhưng mà tiệm rất là đắt khách Thằng này giàu Tôi nghe nói nó chuẩn bị mở thêm tiệm thứ hai nữa Tôi cũng nghe người nhà chị em của nó nói thôi mà bây giờ thằng này thì nó có đời vợ nha nó có đời vợ rồi mà có nó nó có cũng có con có một đứa con riêng với lại con vợ đó luôn nhưng mà bây giờ cái đứa con đó với vợ nó thì vợ nó đi bước nữa với người đàn ông khác rồi giờ con nó đi theo sống bên mẹ luôn bây giờ thằng này thì nó bên mỹ nó giống như là đơn chiếc vậy đó đâu đâu sống single một mình sống độc thân một mình đó thì bây giờ nó chỉ có gì là mỗi tháng nó chỉ có trợ cấp tiền nuôi con thôi Còn ngoài ra thì lâu lâu thỉnh thoảng qua thăm con hoặc là nó đón con về nhà chơi với nó thôi Ngủ lạng đêm thôi còn ngoài ra là nó không có qua lợi với con vợ nó nữa Tại con vợ nó bây giờ sống cùng với con chồng mà Con vợ nó bây giờ sống với con chồng sao cho nên là nó đâu qua lợi với con vợ nó còn chi thấy không Mà nghe nói đâu là chồng sao của con vợ nó là thằng đó là Mỹ Trắng nữa Bởi nên thằng này nó đâu dám mà cà cưa với con vợ nó mỗi lần mà nó muốn thăm con nó nó chỉ có chạy xe qua tới nhà đó rồi nó gọi điện rồi con vợ nó trỏng dắt con nó ra rồi truyền tay nhau rồi cho nhỏ lên xe rồi nó chở nhỏ về bên nhà nó đó, đó, rồi hai cha con ngủ nghỉ gù gì rồi nấu cơm rồi ăn rồi tâm sự rồi ngủ một đêm rồi qua hôm sau nó nó giao con nó trả lại cho vợ nó cứ như vậy đó là cha con nó gặp nhau cái kiểu đó là mấy năm qua là như vậy thì tôi nghe nói là thằng này bên mỹ là nó rạch rồi trong mối quan hệ với vợ cũ mà thằng này thì nó thành công trong sự nghiệp lắm Ở bên Mỹ nó chạy chiếc Mercedes màu xanh da trời Tôi thấy tấm hình đó luôn rồi Nó có chụp tấm hình mặt Chạy chiếc Mercedes màu xanh da trời Mui trần nữa chứ Mà chị nghĩ đi xe đó chắc cũng mất tiền đó chị à Tôi thấy là thằng này là người Nói thiệt á thằng này là người thật gì thật Nó giàu thiệt đó chị Sau đó gì thì khi mà má của chị Trinh nghe Vậy thấy cũng ngon quá vậy Trời ơi công nhận thằng bây giờ nghĩ sao mà chạy Mercedes Bây giờ em nấu gì ở dưới quê thì dĩ nhiên đối với người ta Mercedes là một cái thứ gì đó mà nó mắc tiền mà trong khi cái thời điểm lúc đó cũng ít có người nào mà mua xe hơi nữa cho nên cái việc mà người nào mà có được xe hơi mà lại còn là thương hiệu đắt đỏ nữa nữa thì ai cũng nghĩ rằng là người đó phải là rất giàu đúng không đó là cái thứ nhất còn cái thứ hai á, là cái thằng cha Việt Kiều này là 42 tuổi mà trong khi đó thì cái chị Trinh năm đó 25 26 tuổi hai người chênh lệch cũng nhiều chênh lệch là hơn một con giáp quý vị nhiều thì nhiều thiệt đó nhưng mà thiệt sự là coi qua tấm hình á thì thấy là các anh diệt Kiều Mỹ này không có trên với lại chị Trinh cho lắm về ngoại hình bên ngoài về tiền thì thấy cái anh này trên cổ lúc mà đứng chụp trong cái tấm hình đúng không thì thấy là cái anh chàng diệt kiều mỹ này có đeo một cái cọng dây chuyền mà cái sợi dây chuyền này bèo bèo gì cái cọng dây không á nha chứ không nói cái mặt à cọng dây không là bèo bèo gì cũng phải cỡ hai lượng ba lượng rồi còn cái mặt dây chuyền nữa còn chi mặt dây chuyền thì là nó mặt ông quan công màu đen mà nó có bọc uh, nó có bọc dạ vàng mạ vàng ở ngoài nói quý vị thì bèo bèo cộng dây chuyền này là nó cũng rất là nặng mà anh này anh đeo ở trên cổ không biết có trì không quý vị không cái đó là đắt nêu mời nói không không biết có trì không mà đeo gì đeo dữ vậy ông nội ơi đeo cộng dây chuyền này mà lỡ mà thằng nào mà nó gọi là giật dây chuyền để đi tặng người yêu thằng này nào mà nó giật nó giật trúng cộng dây chuyền ông quan công này thằng này nó tới số rồi cộng với chiền này giật giật làm sao giật nổi không cộng với chuyền mà nó nặng như, như loại tối vậy giật cái cách làm sao giật trẹo quay cổ luôn cũng chưa được đúng không, quý vị thì uh, coi như là bây giờ là anh này anh dạo vậy mà ở bên mỹ có tiệm neo mà nghe nói chuẩn bị khai trương tiệm neo thứ hai con mình qua bển nó làm chủ bà chủ tiệm neo ngon mà má của chị trinh mới thấy vậy nói thôi được nếu mà chị nói vậy thì tôi cũng yên tâm với lại có hình có hẹo đồ này kia rồi nói rõ ràng nguồn gốc vậy thằng này gia đình gốc sài gòn nữa tôi thấy cũng được đó thì thôi nếu mà ăn vậy được thì uh, chị nói với đi, chị nói bên đó đi nói là nếu mà muốn coi uh, con mắt con gái tôi thì báo trước để tôi sắp xếp, tôi kêu con gái tôi nó về quê nó có mặt ở nhà chứ con gái tôi nó đi làm ở Sài Gòn á. Sau đó quý vị thì má của chị Trinh nó mới suy nghĩ làm sao mới nói với bà mai vậy. Mà thôi đi bà ơi, bây giờ tôi thấy như vậy. Con gái tôi nhiều khi nó cái tính của nó lập trường nó cũng kỳ lắm, nhỏ nó cũng cá tính lắm nhiều khi nó không nó nó mạnh mẽ nó cá tính nhiều khi nó không có thích cái chuyện làm mai đâu mà tôi âm thầm tôi đi chọn mối vậy mà tò toàn mà lại còn chọn cái thằng này nó già nó lớn tuổi nữa tôi sợ con tôi có gì mà ép nó coi mắt xong á hồi nữa mất công rồi nó buồn vui với vậy cha mẹ nó nữa tôi cũng khổ nữa bà ơi bây giờ được, thôi bây giờ tôi nói vậy nè bây giờ cái mối này thì tôi thấy là tôi chịu đó nhưng mà bây giờ không mấy bây giờ tôi đưa số điện thoại của con tôi cho bà bà lấy cái số điện thoại con tôi bà đưa cho cái thằng việt kiều này đi bà nói với nó nói với thằng việt kiều này là có gì đó, là muốn thì liên lạc trước với con tôi đi ép friend liên lạc nói chuyện gì đó qua chat chít qua lợi trước đi à, nó cứ nói trực tiếp là định về việt nam coi mắt em vậy vậy đó mong là được có duyên để gặp em đồ giống như là nói với thằng việt kiều này nè tìm cách là liên lạc số điện thoại của con của bà gọi là số điện thoại chị trinh á ép trước nhắn tin trước nói chuyện trước để lấy cảm tình trước đi rồi xong rồi hãy tính tới cái ngày mà về coi mắt chứ bây giờ mà bùng bùng mà tự nhiên trúng ngay cái ngày đó về coi mắt phát một là coi như là chị trinh thế nào chị cũng khó chịu à không có sự chuẩn bị quý vị không lúc đó thì má chị trinh nói vậy xong thì bà mai này bà đồng ý bà còn khoái nữa nếu như vậy thì còn mừng nữa nếu như vậy là gọi là đốt cháy giai đoạn nó còn lẹ nữa bà mới nói vậy thôi bà đưa số điện thoại đây để tôi có gì tranh thủ tôi về tôi đưa cho thằng việt kiều này nó ép nó nói chỉ con bà có làm sao mà tôi nghĩ là chắc được á tại thằng này nói chuyện miệng mồm không khéo lắm thì tối ngày hôm đó quý quả thật là ngay sau khi mà có số điện thoại đó xong khoảng tầm 2 ngày sau thì có bữa đêm hôm đó cái anh việt kiều mỹ này thì ảnh tin bách anh này ảnh đã chủ động liên lạc cho chị trinh và ảnh nhắn tin với chị qua một cái ứng dụng của phở bò một cái ứng dụng chat của phở bò cái gì ảnh mới nhắn ảnh hỏi chị là giống như là anh có được làm quen với em hay không thì chị trinh chỉ ngạc nhiên chỉ thấy sao có người người lạ mà nhắn tin cho chị rồi hỏi làm quen hay không mà chị thì làm sao mà chỉ quen biết anh này chỉ lên trên ứng dụng đó chị cũng ít khi nào mà nói chuyện với trai lắm anh này anh mới nói là anh biết được thông tin của em là thông qua người nhà của em gửi cho anh má của em có gửi thông tin của em cho anh thì giống như là anh sắp tới anh định về việt nam để đi tìm vợ và anh rất mong là tìm được một người bạn đời mà hiểu ý anh rồi vợ chồng sống keo sơn chưa anh thì anh không có muốn là những cái mối tình chống dánh đâu anh cũng không có cần mà ham vợ trẻ thằng chi mà chẳng qua là nếu mà anh có duyên lấy được vợ trẻ thì anh mừng còn không được anh cũng chịu quan trọng nhất là cái tấm lòng em mà thì khi mà cái anh việt kiều mỹ này anh nói anh bắt anh bách này anh nói vậy quý vị thì cái chị trinh này chỉ mới chấm anh này ở cái chỗ là anh này anh nói là anh cần có một cái người vợ mà sống keo sơn có nghĩa là anh này cũng chung thủy đúng không mô tiếp là trân trọng những người chung thủy cái thứ hai là anh này anh nói rằng là À, ảnh giống như là bây giờ ảnh không có quan trọng xấu đẹp cũng ảnh chỉ cần quan cũng không có quan trọng mà trẻ hay là lớn quan trọng nhất là cái tấm lòng có nghĩa là anh này ảnh sống á ảnh rất là tình cảm sống rất là biết thương người chị trinh á thì chị cũng là người mô tiếp sống tình cảm mà nội tâm nữa nên là chị mới thấy anh bách này vừa nói vậy thì chị cũng thấy cậu anh này cũng được được nói chuyện cũng lịch sự nói chuyện cũng đàng hoàng mà nói một cái là xoáy vô tâm lý người ta luôn nên chị trinh chỉ hồi xưa từng làm tổng đại viên mà chăm sóc khách hàng cũng tốt nữa thấy anh này nói chuyện còn tốt hơn mình nữa cho nên chị trinh này chỉ mới tiếp chuyện với ảnh tiếp chị mới hỏi ảnh đó là vậy anh đã thấy hình của em chưa anh có biết gì về em chưa anh nói sơ qua đi cái nào mà anh biết anh nói qua cho em coi để coi thử là anh nghe những cái thông tin đó có đúng về em hay không thì cái anh bách này anh mới nói là thì anh cũng chưa nghe gì nhiều anh chỉ nghe nói là em ngày trước cũng có từng là xém một chút nữa là đã có chồng nhưng cuối cùng đổ vỡ phải không thì bây giờ dù gì thì anh cũng nghe nói em mang tiếng một đời chồng rồi nhưng mà đối với anh thì không thành vấn đề à, em đừng có lo cái điều đó nha đối với anh chuyện đó là bình thường cái chuyện lỡ dở như vậy đâu có ai mong muốn chẳng hạn như anh đây anh cũng là người đàn ông đã lỡ dở một đời vợ mà không những vậy anh còn có con riêng với vợ trước nữa thì em dù sao cũng có một cái sự gọi là trong cái xuôi nó có cái hên dù rằng là em đổ dở với cái người bạn chồng đầu đó của em nhưng mà em với người đó chưa có vấn đề mà con cái nó không có cái vấn đề con chung con riêng như vậy nó cũng đỡ còn bây giờ anh nè anh thì dù gì anh đổ vỡ anh cũng vướng phải đứa con bây giờ con anh bên đây nó cũng được ba tuổi mấy bốn tuổi rồi em à. à. anh cũng đang chờ chờ con anh nó lớn lớn một chút nó hiểu chuyện lúc đó anh sẽ giống như là dành cái quyền mà nuôi con khi mà cái anh bách này anh nói vậy gì thì cái chị trinh này chỉ mới thấy hai người có cái điểm chung mà thường em nói vậy rồi Thường trong những cái mối quan hệ Mà nếu như mà đối phương với mình Hai người nói chuyện với nhau Bằng một hình thức nào không cần biết Miễn sao là trao đổi qua lại với nhau Mà thông tin hai người nó có cái điểm chung tương đồng Là tự nhiên tình cảm nó cũng sẽ song song nó đi theo Nó khiến vậy đó quý vị Tức là rất là dễ để mà xuôi theo tình cảm của đối phương Cái kiểu cảm giác mà từ đồng cảm Chuyển qua yêu thương á, Nó lạng dậy quý vị Nên là chị Trinh lúc này chị mới thấy anh Bách này sống á, Cũng rất là thương vợ thương con chắc là phải có một cái gì đó cấn cấn bên trong nội bộ gia đình nên là vợ ảnh mới phải với ảnh mới chia tay chứ thật ra thấy ảnh nói chuyện thì cái tư cách ảnh rất là tốt mà ảnh có trách nhiệm với con nữa ảnh cũng muốn giành quyền nuôi con ảnh rất là thương con em bé thì có nghĩa là ảnh thương con ảnh thì tương lai ảnh cũng sẽ thương con của mình với ảnh đúng không thương con chung chính vì cái suy nghĩ đó mà chị trinh á mới chát chít nói chuyện với lại cái anh bách này thường xuyên hơn từ ngày đó giống như là khám phá về tính cách của cái người đàn ông mà lớn tuổi hơn mình nè à, để mình xem thử là cái người đàn ông này có chín chắn trong tình cảm hay không có chung thủy như những gì mà ảnh thể hiện hay không trong thời gian chắc chít nói chuyện thường xuyên thì chị trinh mới xác nhận rằng thật sự anh này là một người đàn ông tốt quý vị nhưng mà chỉ vẫn đặt một cái giống dấu chấm hỏi trong lòng là tại sao một người tốt như thế này mà vợ ảnh với ảnh lại chia tay hay là tại vì bên trong nó có cái ẩn khuất cái điều gì quý vị nhiều khi á, chị cũng muốn hỏi ảnh lắm Nhưng mà chị ngại, chị sợ á. Đôi khi trong cái chuyện tình cảm người ta thất bại Mình khơi lại cái chuyện cũ Đôi khi người ta tổn thương Cũng giống như là việc của chị với lại anh chút ngày xưa vậy đó Bây giờ ai mà hỏi lại Thì giống như khởi lại cái chuyện cũ Chị cũng hơi buồn chứ Nên chị hiểu được cái tâm lý đó Chị không bao giờ dám hỏi cái anh Bách này Về cái chuyện ngày xưa giữa anh Bách với giờ ảnh sao hết á Bây giờ thì thôi Quan trọng nhất là ảnh tốt với mình là được rồi khi mà chị Trinh suy nghĩ như vậy quý vị Cho nên chị Trinh đã quyết định đó, Là chị sẽ cho anh này về Việt Nam Chấp nhận là coi mắt Cho anh này về Việt Nam coi mắt mình Mang tiếng nói là về cho coi mắt Nhưng bây giờ thành là đốt cháy giai đoạn luôn Bây giờ là anh Bách với chị Trong quá trình nói chuyện như vậy Thì anh này giống như là đã lấy đi một phần nào đó Tình cảm trong lòng của chị Trinh Lúc mà anh Bách trở về Việt Nam Thì anh Bách đã gặp chị Trinh trước rồi Anh đã gặp chị lúc mà ở trên Sài Gòn rồi Tại vì chị Trinh đi làm ở Sài Gòn thì anh Bách rất là tiện để mà hai bên gặp nhau. Cứ như vậy thì anh Bách mới chở chị Trinh đi ăn một cái quán nhà hàng rất là sang trọng quý vị, trong ánh nến luôn. Và ngày hôm đó, mặc dù vô trong cái nhà hàng đó nhưng mà nhà hàng đó nó vừa phục vụ món Âu lẫn món Á. Nó có phục vụ luôn cả món ăn Việt Nam nữa. Tối hôm đó thì anh Bách ảnh mới order những cái món như là canh chua với lại cá kho tộ với lại thịt kho tiêu vân vân. Những cái món đậm chất miền Tây và Việt Nam. Ảnh mới ngồi đó ảnh ăn với chỉ hai người ăn ngon lành. Xong rồi thì ảnh mới sau khi mà ăn xong á, thì bắt đầu chuyển qua là uống nước, tâm sự nói chuyện. Thì lúc mà uống nước tâm sự nói chuyện lúc đó thì ở trong cái nhà hàng này người ta có một cái giống như có một cái cô ca sĩ lên giống như là hát live vậy đó quý vị. Thì cái cô đó cũng mới lên hát live như vậy trong lúc mà cổ đang hát một cái bài nhạc tiếng Anh, à, hát bài nhạc tiếng Anh nha mà hát live. Thì cái bài nhạc tiếng anh này không ai khác chính là cái bài only Love mà ngày xưa mà anh chúc đã từng tặng cho cái chị trinh á tự nhiên nó lại vang lên trong cái nhà hàng này có phải chăng là cái duyên không quý vị thấy rõ ràng là cái duyên chưa đâu có ai kêu cô này hát bài đó đâu chị trinh không có kêu anh bách cũng không kêu mà tự nhiên cái cô này á lại order không biết ai order mà cô này cũng đã hát một cái bài y chang vậy luôn cái bài này nó làm cho trong lòng chị trinh á có cái gì đó sống lòng nó nổi dậy quý vị chỉ nhớ lại cái thời điểm hạnh phúc với anh chúc ngày xưa rồi bây giờ chỉ nhìn lại anh Bách này nữa Trong cái không gian lãng mạn đó nữa Ngay lúc đó thì anh Bách mới nắm tay của chị Trinh quý vị Vì là thấy chị Trinh nhìn ảnh chầm chầm Cho nên anh mới nắm tay chị Trinh Thì thay vì chị Trinh giật tay ra lần này chị Trinh để anh nắm luôn Có nghĩa là chị Trinh cũng đồng ý cái tình cảm của anh rồi Anh Bách mới hỏi là bây giờ nếu mà Anh hỏi thiệt nếu mà em chấp nhận tình cảm của anh Em thương anh, em thích anh Dù là thích chưa chưa thương mà chỉ là thích thôi cũng được thì nếu mà em thích anh rồi bây giờ sắp tới anh về dưới quê em á anh muốn về để mà xin hỏi cưới em em có chịu không anh hỏi ý em trước nếu mà em sẵn sàng thì anh mới về thì cái anh này anh quá là tinh tế và lịch sự đúng không quý vị thành thử ra lúc đó chị trinh chỉ mới gật đầu đồng ý chỉ mới nói thì bây giờ ba mẹ em cũng trong gia đình em ai cũng trong cô gì cậu chú bác gì ai cũng trong hết trơn thì thôi nếu vậy anh cứ về đi về nói chuyện uh, gia đình anh về đại diện ai đó về nói chuyện với ba mẹ em xem sao rồi nếu mà ba mẹ em đồng ý thì tùy theo cái sự sắp đặt của người lớn hai bên à, ngày nào cưới ngày nào hỏi ngày nào như thế nào đó thì cứ sắp xếp làm sao cũng được à, em thì tình cảm thì coi như em chấp nhận anh rồi nhưng quan trọng là về cái gia đình hai bên nữa. Khi mà chị Trinh nói vậy có nghĩa là chị Trinh đã chấp nhận làm vợ của anh Bách rồi. Nhưng quan trọng là cái sự nói chuyện bàn bạc giữa hai bên gia đình xem là hai bên nó có đồng thuận với nhau hay không. Và mọi chuyện nó diễn ra cái gì khi mà bên gia đình của anh Bách này về dưới nhà của chị Trinh để nói chuyện á. Một cái điều bất ngờ đó là gia đình anh Bách này á là trong đó có một cái người chị hay còn gọi là bà chị hai. Bà này bà rất là khó chịu, bà rất là dữ bả giữ thì bà không giữ nhưng mà bà kiếm chuyện bả khó bà bắt bẻ đúng gì kiểu dạng vậy á Lúc đó thì cái bà này nè bà cũng có về chung nữa bà về chung em bà nữa Rồi bà cũng đi theo má bà nữa về dưới quê gặp ba mẹ chị Trinh nói chuyện Lúc mà về thì bên gia đình của anh Bách đi xe 16 chỗ về quý vị Cũng khá là đông đúng không về nói chuyện nè coi mắt không mà đi đông dữ vậy đó Chắc về chơi luôn hay gì đi Mỹ Tho chơi luôn mua vàng hay gì không biết mà đi đông dữ vậy Xong rồi xuống nói chuyện quý vị thì bên uh, phía gia đình của anh Bách đại diện là có ba có bà má Ông ba thì không có, ba anh Bách không có, có má anh Bách hả à. Rồi với lại là có chị gái của anh Bách là người chị hai Là người chị mà già tuổi nhất trong nhà không Bà này bây giờ thì tệ gì bà cũng phải tầm năm mấy quý vị Anh Bách giờ bốn mấy thì bà cũng phải năm mấy Thế là bây giờ á, là khi mà nói chuyện mới biết ra là ba anh Bách Cái hoàn cảnh đó là ba anh Bách có vợ bé ba anh bách hồi xưa là giống như là lấy má anh bách xong đúng không? hai vợ chồng ở với nhau thì má anh bách đó là một tay gầy dựng lên sự nghiệp ở sài gòn này thì do cái người đàn bà mà giỏi quá thì người đàn ông họ cảm thấy họ nhu nhược quý gì thành ra là ba của anh bách lâu dần giống như là sống với cái người vợ mạnh mẽ như là má anh bách đó. thì sống với lại một cái người vợ mạnh mẽ quá cái gì cũng quả quyết quá cái gì cũng men quá đàn ông quá ông này ông mới thành ra ông chán ông mới cần có một cái người phụ nữ nào mà yếu mềm hơn à, chân yếu tay mềm cần cái sự chở che hơn thế là ba anh bách mới ra ngoài cũng có những cái mối quan hệ nhập nhằng ở bên ngoài quý vị ổng cũng cặp bồ cặp bịch nhậu nhẹt vui chơi này kia đàn đứng bên ngoài nhưng những cái chuyện đó thì má anh bách đều chấp nhận nhắm một mắt mở một mắt cũng đều cho qua đại khái là chủ yếu là vì à, mấy đứa con nó còn nhỏ với lại là bà cũng thấy là má anh bách bà này bà cũng theo kiểu như cũng mạnh mẽ quý vị ba mạnh thiệt cái kiểu như là bà lúc đó tập trung cho sự nghiệp làm ăn á bà có công ty cơ giống như có cơ sở sản xuất bánh kẹo á nên là bà kiểu như tập trung coi cho công việc làm ăn bà cũng không có mãi mai vô cái chuyện mà uh, xét nét vô cái chuyện mà ổng ra ngoài ổng ăn bánh trả tiền kiểu giống như là bà không có quan tâm kệ ổng ổng không có điếm xỉa tới ổng là được rồi không điếm xỉa là không đau lòng kiểu dạng vậy không quan tâm nhưng mà ông này á ổng được đằng chân thì lên nặng đầu chính vì á là vợ càng ngày càng phú phạt không quan tâm thì ông này ổng mới thành ra là càng ngày ổng càng đổ đốn cái gì ổng mới y y ổng đổ đốn ổng nghĩ là vợ ui bà vợ bà cho mình mặc sức vui chơi mà ổng mới bắt đầu là không có chơi ăn bánh trả tiền nữa mà ổng chơi cố định luôn thì bây giờ là ông này ổng không chơi bồ linh động nữa mà ổng chơi bồ cố định cái gì ổng mới yêu một cái bà này thì trong số những cái người mà bồ mà ổng quen ăn bánh trả tiền á, thì không sao mà tới bà này tự nhiên ổng yêu như điếu đổ cái người phụ nữ này là nhỏ hơn ổng á tới tận là 8 tuổi không những vậy á, mà người phụ nữ này á, thì hồi nào cũng giờ cũng có một đời chồng ở dưới quê nhưng mà bỏ chồng bỏ con ở dưới quê á, đi lên sài gòn này đi làm mưu sinh kiếm sống do là chán chồng á, rồi xong rồi lên sài gòn này mưu sinh kiếm sống thì bà này bà mới lên Sài Gòn rồi bà cũng có xa vô cái con đường là đi làm gánh trong ngày quý vị. Và lúc đó thì giống như là đi làm gánh trong ngày Đi làm bia ôm đồ đó Thì mới gặp được là ba của anh Bách Mà ai ngờ đâu ba anh Bách thấy hoàn cảnh bà này vậy Thì tự nhiên lại cảm thấy vị tha Thay vì đàn ông thì ai đâu chấp nhận vậy đúng không Nhưng mà ba anh Bách thì lại thấy là Bà này là vì hoàn cảnh đẩy đưa Bà mới bất đắc dĩ đi làm cái nghề bia ôm bia bọng Ông này mới thấy hoàn cảnh vậy ông thương bà đó thì đẹp nhìn cái nét mặt bà đó rất là dịu rất là hiền kiểu như là nhìn cái kiểu mà khờ khờ nhìn cần cái sự chở che nhìn đúng cái kiểu con gái nông thôn á nên là ba của anh bách mê bà đó như điếu đổ luôn và chu cấp tiền cho bà đó để bà đó gửi về quê lo cho con rồi không những vậy ba của anh bách còn mua một cái căn nhà riêng và cho cái bà này qua bên đó ở giống như là cho nhân tình qua bên đó nuôi nhân tình vậy đó mua nhà cho nhân tình ở cứ thi thoảng là ban bách cứ thường hay lui tới đó sống với bà vợ đó y chang như là ổng có hai bà vợ một bà vợ chính với một bà vợ bé vậy đi thì là coi như là cứ ngờ ban đêm thì ở bên nhà vợ chính nhưng mà ban ngày là ngủ bên nhà vợ bé ăn uống bên nhà vợ bé giống vậy đó thì cái câu chuyện đó ban đầu nó cũng chưa có ai biết nhưng mà khi mà ông này ổng cứ ăn dầm nằm về bên nhà của cái bà vợ bé đó thường xuyên ban ngày là cứ vợ mà đi ra tiệm vợ làm thì ông này là ổng mặc sức là ổng đi qua bên nhà bà đó ông ở mà bây giờ ổng đi hoài như vậy thì những cái người giúp việc ở trong nhà mới nói nhau giống như là báo cáo lại tình hình là ông chủ thường xuyên không có ở nhà ban ngày ông chủ cũng không có ở nhà ăn cơm thì bà má của anh bách giống như là cũng thắc mắc là ổng không ăn cơm ở nhà thì ổng ăn ở đâu ở nhà có giúp việc nấu cơm đồ này kia ăn ngon lành sạch sẽ không chịu ăn đi ra ngoài ăn ăn ở đâu phải không thì bà này bà mới thắc mắc bữa hôm đó bà mới điều tra bà, bà, kêu người điều tra theo dõi chồng bà mới biết ra là ông này là ban ngày là ông lui tới cái nhà mà của bà vợ bé rồi mới truy ra được là căn nhà của bà vợ bé là ông này ông mua luôn ông mua bằng tiền của ông luôn để mà chủ yếu là nơi để cho ổng mỗi ngày là qua lại ông ở chọt chẹt với bà vợ bé bên đó lúc đó thì cái người điều tra đó mới điều tra luôn cả thân thế của bà vợ bé này mới biết ra nguồn cội là bà này ở dưới quê á, là đã có chồng chồng cũng là dân xăm trổ chơi bời gì ở dưới quê á. nói chung cũng dần dân đàn anh đàn chị gì đó rồi có con nữa có con ở dưới quê nữa lúc đó thì má của anh bách giống như là sợ cái chuyện mà chồng qua lại với một cái người giờ như vậy phụ nữ như vậy rồi không có đàng hoàng đã vậy chồng của nó ở dưới quê cũng là dân này kia chở búa rồi lỡ mà thí dụ như mà dính dính vô con nhỏ này có khi chồng của nó làm gì sao má của anh bách mới năn nỉ chồng hết lời năn nỉ ba anh bách là làm ơn ông buông con nhỏ này ra đi Ông ăn bánh trả tiền thì tôi không có nói gì á, mà ông ăn cố định như vậy là có ngày á bị cái thằng chồng con nhỏ này nó sượt ông. Nó sượt ông là có khi là ông Đức chỉ và Mỹ Lâm Gia Chay phải không? Bả bả mới khuyên ổng hoài à. Nhưng mà ông này ông kiểu như là ổng không có quan tâm cái gì, ổng vẫn cứ đi đi lại lại qua lại như vậy. Ngày hôm đó thì má anh bách tức quá, giống như là mới nói với chồng á là bây giờ tôi nói cho ông nghe. Nếu bây giờ ông qua lại như vậy, ông tôi nói thì nói mà ông vẫn qua lại thì thôi tôi với ông ly hôn luôn. Chứ nếu giờ tôi mà ở với ông Sợ lỡ mà một ngày nào đó thằng chồng của con nhỏ đó mà ghen Mà làm gì ông rồi làm dạ lây vô tôi Rồi làm dạ lây vô mấy đứa con nữa Nên là thôi đi làm ơn giùm một cái Bây giờ ông có chơi bời Ông cũng muốn cuốn gối ông ở với nhỏ đó Thì ông cuốn gối ông xách đồ ông xách vali Ông qua bên nhà nhỏ đó ông ở đi đó Từ đây về sau tôi với ông ly hôn xong Rồi coi như tôi với ông đường ai nấy đi Không có ai dính dáng tới ai hết thì ông mặc sức ông chơi bời với nó còn tôi bên đây thì tôi một mực tôi lo cho con dạy đi cho nó rõ ràng với nhau không thì cái ông ba của anh bách đó lúc đó giống như là mê cái bà cái bà mà gánh trong ngày đó giống như mê như điếu đổ luôn quý vị ổng đồng ý luôn ổng nói với bà bà má của anh bách rằng là ổng đã rất là mừng khi mà bà chịu chấp nhận là buông ổng chứ ổng ban đầu là ổng cũng sợ ổng sợ là ổng nói ra là bà này bà không chịu bà này bà sẽ làm nư rồi bà sẽ làm khó dễ quý vị không nhưng mà ai ngờ đâu má anh bách tạo điều kiện cho ổng đến với bà đó luôn nên là ổng nói là ổng cảm ơn xong rồi là ký đơn quý vị từ đó về sau thì ba của anh bách không có trách nhiệm gì con cái hết trơn á nên là cái lúc mà anh bách ảnh đi lấy vợ này nè thì anh cũng không có kêu ba ảnh nữa anh cũng không có báo ba anh nữa giống như ảnh từ mặt ba anh luôn rồi khi mà nghe cái câu chuyện bên gia đình của anh bách như vậy tự nhiên chị trinh á lúc này chị mới biết sao hoàn cảnh anh bách như vậy quý vị hồi lúc quen nhau mặc dù là gặp nhau luôn rồi nhưng mà chưa nghe anh bách nói gì về cái chuyện là ba anh bách sống với vợ bé rồi bỏ mẹ con ảnh hết trơn á anh này ảnh không có nói Tới ngày hôm nay thì khi mà hai bên suy gia giáp mặt nói chuyện nhau tính cái chuyện cưới sinh á thì giống như là trải lòng má của anh Bách mới giải thích nói ngày hôm nay tôi xuống tôi làm chủ hôn chồng tôi không có xuống tại vì mấy đứa con trong nhà không có đứa nào nó chịu nói cho ba nó nghe. Đại khái là bà này bà nói á, là bà cũng không có phải là bà không cho tụi nó nhận ba mà cũng không phải là bà không có mơ không cho ba của nó đứng làm chủ hôn mà chẳng qua tại mấy đứa con không đứa nào đồng tình không đứa nào chịu hết á đứa nào nó cũng đều tự mặt ba hết quý vị không nên là bà mới giải thích như vậy để ba má chị Trinh hiểu Tuy nhiên quý vị thì cái người chị hai á Cái bà chị hai của anh Bách á Bà này bà khó chịu lắm Cái gương mặt của bà nhìn nó kiểu nhìn vô là thấy hiện lên cái chữ khó chịu Mà khó chịu quý vị Kiếm chuyện nhìn vô hiện mặt lên liền à Thì bà này quý vị sau khi mà coi mắt xong á Lúc mà nói chuyện trong gia đình ăn uống cái bữa cơm Bà này bà mới nói với lại bà chị hai của anh Bách Bà ngồi trong bàn bà mới nói nè À, Trinh nó hồi nào giờ thì không biết là Trinh nó cũng cứng tuổi rồi không biết hồi nào giờ nó có ai đặt để cái chuyện cưới sinh bao giờ chưa? Thì lúc đó vậy giống như là má chị Trinh cũng đứng hình luôn, tại vì má chị Trinh cứ nghĩ trong đầu là bên đây phải biết cái chuyện tiểu sử của chị Trinh chứ, chứ làm sao không biết đúng không? Cái thế là má chị Trinh mới đứng hình luôn, chị Trinh mới thấy vậy, sợ má mình khó quá má mình không được, chị Trinh mới lên tiếng nói nói uh, uh, hồi trước thì cũng có người làm đám hỏi rồi sau đó thì vùng mà người, cái người con trai đó người ta không có chung thủy á cho nên là em thấy vậy là em cũng uh, từ hôn rồi từ lúc mà từ hôn xong thì coi như là từ đó tới giờ thì em chưa có yêu ai cũng chưa có bạn trai cũng chưa có lấy ai bao giờ thì sau khi mà nghe nha chị trinh nói vậy quý vị thì tự nhiên cái mặt của cái sắc thái gương mặt của bà chị hai này trùng xuống luôn kiểu như là bà không nghĩ anh em trai của bà đi lấy một cái con nhỏ mà lỡ dở đời chồng có gì không mà giọng thứ quý vị thấy ích kỷ không? Em của bà lỡ dở đời vợ có con riêng thì được. Mà người ta lỡ mang tiếng lỡ dở đời chồng bà không chịu. Cái mặt của bả xị xuống liền quý vị. Và coi như là trong suốt cái bữa tiệc ngày hôm đó cái mặt bả như đưa đám gì đó cái mặt bà không có vui. Bà tỏ vẻ ra rõ ràng luôn để cho mọi người ai cũng biết là bà không có thích đúng không? Thì tới chừng mà lên Sài Gòn xong anh Bách liên lạc với lại chị Trinh á, nói chuyện qua lại chị Trinh mới hỏi bộ chị hai không thích em hả? Anh Bách mới nói ui em đừng có quan tâm bả vậy đó tính tình của bả kiểu dạng như là hay khó khăn khó chịu vậy đó anh em trong nhà sống với bả còn không nổi nào huống chi là em nhưng mà em đừng có quan tâm mai mốt á em lấy tôi thì em sống với tôi rồi mai mốt anh với em là sống chung với nhau chứ em đâu có sống với chị hai anh đâu mà em lo mà đằng này á con dâu không sợ má chồng thôi con dâu mà sợ chị chồng là sao thì cái anh bách này anh mới nói vậy nha chị trinh chỉ mới nói vấn đề không phải là sợ không sợ mà vấn đề ở chỗ là em không muốn anh đứng ở trong cái tình thế khó xử tình thế khó xử đó là một bên gia đình một bên vợ anh không biết bên chọn bên nào bỏ bên nào anh biết không em sợ là sợ cái vấn đề khó xử cho anh rồi ảnh hưởng vô cái cuộc hôn nhân vợ chồng chứ không phải cái vấn đề em sợ chỉ hay không sợ chỉ em đâu có làm gì bậy bạ đâu mà em sợ em cũng sống ngay thẳng đàng hoàng rồi cũng lễ phép lễ độ thì làm gì đâu mà em sợ nhưng vấn đề em không muốn là chỉ làm khó anh thôi thì chị trinh này chỉ mới nói với anh bách vậy anh bách mới nói không sao đâu em à Em yên tâm đi có anh mà em lo gì Thí dụ như quan trọng nhất á, là cái người sống với em là anh thôi Là chồng em nè, chồng em lo cho em, ch chồng em bảo bọc em Thì em đừng có lo những cái chuyện mà sâu si bên ngoài Thì khi mà chị Trinh nghe anh Bách nói vậy thì thấy chắc mẻ rồi, giờ, giờ 10, 10 cô dâu mà nghe chồng nói vậy Giờ 10 cô, cô nào cũng tin đúng không? Là nghe chồng nói chắc mẻ rồi em, em lấy anh chứ em đâu lấy gia đình anh Câu đó nghe rất là đúng luôn nhưng mà anh nói vậy là sai rồi Đúng thiệt là em lấy anh Nhưng mà thỉnh thoảng em vẫn phải gặp gia đình anh Chứ anh nói vậy là kỳ rồi không Không lẽ anh mồ côi đúng không Anh nói câu mà em lấy anh Chứ em đâu lấy gia đình anh Không lẽ nào anh mồ côi Thì em lấy anh thì đúng Nhưng mà em cũng phải có dính với gia đình anh Bắt buộc là phải có dính Đường nào cũng phải có dính Chứ làm sao không dính được cho nên là ở đây nè chị em phụ nữ nào mà mai mốt bị mấy cái ông nào mà lừa lừa nói là em yên tâm đi em yên tâm em lấy anh chứ em không lấy gia đình anh đâu thấy không cho nên là em đừng có quan tâm gia đình anh sao không quan tâm cho được Bây giờ thì ổng đang yêu mình Thì ổng muốn đưa mình vô cái gì Làm vợ làm bồ ổng thì ổng cái gì cũng, cũng được hết trơn á à, Em chỉ cần biết anh thôi là được Nhưng tới chừng về làm vợ ổng rồi Là ổng sẽ yêu cầu là em phải biết gia đình anh nữa chứ Phải có gia đình anh thì mới có được anh nữa không Phải có ba má anh Phải có anh chị em anh thì mới có anh chứ không cho nên là lúc đó là ổng lại lật lừa ổng lại lật bài ngửa với mình là coi như là mình ngậm bồ hòn làm ngọt quý vị nha cho nên nói gì vị đừng nghe đàn ông nói mà hãy coi hành động của đàn ông làm phải không chị trinh này thì coi như là đường tình của chị thì nó trưng chiên tuy nhiên thì chỉ có hai mối tình à nó cũng có trưng chiên gì đâu phải không nó trưng chiên ở đây là tình của chị nó đặt vô đậm sâu thôi rồi nó thất bại ê chệ chề thì chỉ giống như là đau khổ vậy thôi chứ mà thật ra tình cảm của chị thì nó cũng đâu có nhiều quý vị đường tình nó cũng chưa nhiều kinh nghiệm nha nghe ông này nói vậy thì chị cũng thấy thôi kệ ảnh nói vậy mình cũng tin thấy ảnh quyết đoán quá mà ảnh nói là có, có ảnh rồi giống như ảnh chống lưng rồi thì em lo gì giống như có ảnh bảo kê rồi em lo gì không là ok vậy là tin luôn chị trinh này mới quyết định cái gì cũng đồng ý luôn rồi sau đó tính tới cái chuyện làm đám đám hỏi với đám cưới gom chung bây giờ suốt kinh nghiệm mà không có làm đám hỏi riêng không có làm đám cưới riêng mà làm hai cái gom chung luôn một cái một thì cái chiến đó cái anh bách này nè ảnh mới uh, đâu có kịp làm đám cưới đâu chiến đó vậy coi mắt xong rồi thì hai người chỉ có à uh, đi đăng ký kết hôn với lại là đi chụp hình cưới uh, đi chụp hình đi chụp hình anh bưng sẵn để có hình sẵn quý gì không để có hình sẵn thì trong thời gian anh Bách này trở về Mỹ để anh coi quán xuyến cái tiệm nail của ảnh á vài ba tháng thì có gì ảnh trở về thì lúc đó sẽ làm đám cưới và khi mà về làm đám cưới rồi thì lúc đó là chỉ có làm đám cưới thôi không có cần phải ngơ lo về cái vấn đề chụp hình chụp hẹo nữa tại vì chụp hình đã xong trong chuyến này rồi quý vị không cái thế là em kể quý vị nghe thì tới cái thời điểm lúc mà trong cái giai đoạn mà anh Bách này về chuyến này nè là chụp hình cưới với đăng ký kết hôn thì cái lúc mà đã đi đăng ký kết hôn rồi thì hai người xuống như mỹ tho đăng ký kết hôn điểm hấu gì đăng ký kết hôn rồi thì bây giờ là đã đưa vô sổ bộ hết trơn rồi bây giờ hai người đã ra thành chồng thành vợ thì cái anh bách này phải kêu ba mẹ chị trinh bằng cha mẹ không đúng không phải kêu chứ làm sao rồi bây giờ á là chị trinh này cũng phải kêu má anh bách là bằng má cũng kêu chị anh bách bằng chị hai chứ kêu bằng gì bây giờ là giống như là, là vợ chồng luôn rồi chỉ là chưa có đám cưới thôi nhưng mà về pháp lý là vợ chồng luôn rồi thì bây giờ xưng hô nhau là như gia đình luôn rồi quý vị thế mà bây giờ nó lòi ra thêm cái này quý vị đăng ký kết hôn xong đã đời rồi từ ngày đó trở về sau từ ngày đăng ký kết hôn xong thì anh bách này nè ảnh thường hay dẫn cái chị trinh này về nhà của ảnh hai người ngủ chung thì cái chuyện mà vợ chồng này trước cưới trước cưới ngủ chung là chuyện bình thường tại vì đăng ký kết hôn rồi như, như vợ chồng thôi chưa đám cưới thôi thì ngủ chung bình thường đúng không thì cái anh bách này nè giống như là băng ảnh chở chỉ đi chơi đi Xong rồi thí dụ như tối ảnh về khuya đi, tối ảnh với chỉ về khuya đi thì thay vì chỉ về nhà nhà trọ chị ở thì bây giờ anh này ảnh sẽ đưa chỉ về nhà ngủ chung với ảnh luôn. Thì anh ảnh có phòng riêng mà. Nhà của ảnh thì nhà của ảnh thì cũng rộng lớn khang trang và có một người bảo vệ là canh gác ngay trước cái cổng nhà tại vì nhà ảnh có cũng có kinh doanh ban ngày. Nên có bảo vệ người ta canh gác ở trong nhà để coi chừng coi ngó đồ đạc ở bên trong thì tối ảnh chở chỉ về xong á thì ảnh mới dẹp chiếc xe của ảnh xong thì ảnh mới đưa dắt chỉ đi lên trên lầu là vô trong phòng ngủ của ảnh á hai người hú hí ở trong và ngủ ở trong. thì ở trong cái phòng ngủ của ảnh á nó không có toilet chung quý vị mà nó có cái toilet riêng tức là ở trên cái tầng lầu của chỗ mà phòng ngủ ảnh đúng không thì ở trên đó nó có một cái toilet riêng nó nằm bên ngoài thì chị trinh này chỉ phải đi thay giống như là đi tắm sữa này kia sạch sẽ người ngợm mà vô ngủ chứ thì đêm đó khi mà chị Trinh ngủ với anh Bách ấy, Thì hai người không có cái chuyện này kia Tại vì ngày hôm đó là chị Trinh đúng ngay Cái ngày chị Trinh bị chị trinh bị rụng dâu Cái thế là tới sáng ngày hôm sau gì Em kể nghe sáng thức dậy Chị Trinh này thì chỉ do là cứ quen cái thói quen ngủ dậy hơi trễ rồi Đâu có biết cái gia đình của anh này là có cái thói quen ngủ dậy sớm dữ vậy Tại vì má anh này sáng là hay đọc kinh gõ mỏ dậy sớm lắm Năm mấy sáu giờ là bà đã dậy rồi Quý vị không bà ra phòng thợ và đọc kinh rồi thì cái người chị hai của anh bách đó, bà này bà cũng dậy luôn bà theo má bả sáng bà cũng dậy sớm đọc kinh thì cái tầng trên cùng á cũng là cái phòng ngủ của anh bách nè cái tầng trên cùng là cái tầng phòng ngủ anh bách cũng là cái tầng đó là tầng phòng thờ luôn nên là hai mẹ con này ra phòng thờ đọc kinh gõ mỏ vậy đó quý vị thì anh bách này ảnh theo cái thói quen ảnh nằm ở trong phòng đúng không thì ảnh nghe cái tiếng là giống như là gõ đọc kinh gõ mỏ ngoài này cũng hơi lớn lớn ảnh mới thấy vậy ảnh đi ra ảnh thức luôn ảnh thức luôn anh uống cà phê gì đó anh thay bộ tắm sữa thay đồ của anh đi ra quán cà phê anh uống gì đó chị trinh thì trong phòng nằm ngủ còn rất là sai. cho nên lúc đó là chồng đi rồi chị cũng không có hay nữa tới khoảng độ 8 giờ mấy gần 9 giờ sáng chị trinh giật mình thức dậy lúc đó thì chị mở cửa đi ra cái gì vừa đi ra thì chị mới thấy là bên ngoài có má chồng nè với lại là chị chồng thì cái phép lịch sự chỉ mới gật đầu chỉ chào rồi chỉ giống như là thấy mình cũng đang say ke nữa chỉ cũng ngại chỉ không có dám gặp lâu chỉ mới chạy vô trong nhà vệ sinh lúc mà chị chạy vô thì cái người chị hai mới dịnh chỉ lại người chị hai mới nói nè à, trinh trinh chị nói này nè trinh là nghe là tới công chuyện quá gì không chị trinh chỉ mới say qua chỉ mới hỏi dạ sao vậy chị hai thì cái bà này bảo mới nói là em á chị nói cho em nghe ở trong nhà này dù sao á thì cũng có đàn ông trong nhà mà bây giờ anh rể nè ở trong nhà cũng có thấy không? bây giờ em đâu có thể nào mà em uh, mặc cái áo sơ mi phong phanh rồi em đi như vậy? tại đêm qua chị trinh chỉ ngủ bên đây mà chỉ đâu có đồ mặc chỉ phải lấy uh, đỡ cái áo sơ mi mà phông dài của cái anh uh, anh bách chồng chỉ để chỉ mặc vô giống như là cái váy ngủ vậy đó quý gì? thì cái bà này bấm mới chửi không bà mới nói là em nghĩ sao mà em uh, lại uh, mặc cái sơ mi phong phanh rồi em chạy ra chạy vô lọt sọt như vậy? trong nhà này dù gì nó cũng có anh rể mà em rồi đây á, nó lại là cái phòng này là ở trên tầng này nó cũng có cái phòng thờ nữa. Hôm nay á, thì lại trúng ngay cái ngày rằm nữa. Nhà người ta đang chưng bông chưng hoa. Em mặc cái đồ này em chạy lọc sọc ngang qua ngang lại. Nãy giờ chị nhìn là chị thấy không có chấp nhận. Xong rồi chưa hết nữa quý vị. Bà này bác còn nói vậy nè. Với lại chị nói em thêm một cái điều nữa. Con gái á, ngủ trễ vậy không có được đâu nha. Mai mốt á, mà bây giờ em chưa bước chân vô chính thức làm vợ, làm dâu trong nhà thì chị không nói chị nhắc nhở thôi nhưng mà sau này á, nếu mà em mà vô nhà này á, em chính thức là đám cưới xong em chính thức làm dâu nhà này là em phải thay đổi lại cái giờ sinh hoạt của em em phải dậy sớm chứ em thở thời đời nay em thấy có con dâu nào mà để má chồng lui cui chân bông chân qua rồi làm này làm kia không lao dọn bàn thờ không mà con dâu thì nằm trong phòng ngủ ngái khò khò tám chín giờ sáng em thấy có ai vậy không thì bà này bảo mới la vậy không thì bây giờ la vậy thôi đi đúng không quý vị la tiếp cái thứ ba nữa bà mới nói nè rồi còn cái này nữa nè chị nói cho em nghe ba má em có dạy em không sao con bộ mẹ em không dạy em hả chị hỏi thiệt ba em không dạy thì chị chấp nhận tại ba em đàn ông nhưng mà má em á là đàn bà không lẽ nào má em á kinh kỳ má em không có hả mà không lẽ nào má em không dạy em chị hỏi em chị hỏi em chị hỏi thiệt á trinh trả lời cho chị nghe đi sao thời đời nay con gái á mà bị rụng dâu người ta bị cái chuyện đó người ta bị rụng dâu cái chuyện đó người ta xấu hổ lắm người ta xấu hổ người ta ngại lắm người ta che đậy người ta giấu không cho người khác biết mình bị rụng dâu mà đằng này em bị sụng dâu á mà cái miếng uh, bvs của em á là cái miếng uh, băng vệ sinh của em á là thời đời nay á mà em chơi á em làm em để em tháo đằng sau em để chành bành chướng bướng y vậy luôn em bỏ vô trong cái thùng rác á nó đưa nguyên cái mặt màu đỏ siro dâu lên của ông nội ơi à, sáng chị vô trong nhà vệ sinh chị muốn ủa muốn ói muốn ủa muốn ói luôn em nghĩ sao vậy trinh chị nói thiệt với em á nha Chị lúc đó chị không có dọn Chị kêu chị la làng lên Chị kêu uh, cái người giúp việc ở trong nhà Lên đây nè hốt cái đó của em Mà cái cô giúp việc á cổ lớn tuổi rồi em biết không Cổ phải đi hốt cái đó của em Thì em nghĩ đi em tổn thọ em tổn phước em không mà cô giúp việc cổ cũng ủa cô ói mà cô nói với chị nè trời ơi con gái gì mình không có nên thân nên hình gì con gái mà thời đời nay á, mà bị cái này mà lại tháo miếng băng ra mà để tư hơ vậy người ta cuộn lại người ta làm cho nó gọn lại rồi lấy giấy vệ sinh đồ người ta quấn năm bảy lớp người ta che chắn lại người ta bị người ta giấu người ta nói là xấu che tốt khoe chứ có ai đời mà mà bị rụng dâu mà để cả làng ai cũng biết không thì cái bà mà giúp việc bà cũng la nữa bà mà bà la cho bà chị hai là bà chị chồng nghe rồi bà này bà tường thuật trực tiếp lại rồi bà này bà chửi bồi thêm nữa quý vị thì bây giờ chị trinh chỉ ngủ một đêm sáng hôm từ vừa thức dậy quý vị chỉ nghe ba ba cú luôn là nghe bà chị chồng á la ba vụ luôn ông la ba vụ nhồi vô là coi như chỉ muốn tỉnh ngủ luôn tuy nhiên thì trong lòng của chị trinh rất là bực bội chỉ bực ở cái chỗ cái câu á mà bà này bà nói là bộ má không biết dạy em hả À, bộ nào giờ má em không có kinh kỳ má em không biết dạy mà đó là cái thứ nhất là nghe là khó chịu không cái thứ hai á, là lại còn nghe thêm chuyện nữa là nói là chỉ để cái miếng bvs của chị á, nó bung sơn ra lòi ra cái gì mà siro lòi ra chỉ nghe rất là vô lý tại vì đêm hôm qua thì chỉ đúng thiệt là chỉ có thai băng tức là trước khi đi ngủ thì chỉ phải có thai cho nó sạch sẽ cái gì nhưng mà chỉ có cuộn lại đàng hoàng rõ ràng luôn là tại vì cái thói quen của chị Trinh á từ hồi xưa tới giờ là chỉ bị là chỉ sẽ cuộn lại rất là gọn rồi chỉ là lấy hai cái miếng mép tại vì chỉ xài cái loại có cánh đó quý vị thì khi mà chỉ cuộn lại thì hai cái miếng cánh á là chỉ sẽ quấn lại chỉ dán lại luôn cho nên là nó không bao giờ mà nó bung ra được tại hai cái miếng đó hai miếng keo mà nó hít vô rồi là nó hít vô luôn chứ làm sao nó bung ra được chỉ gói rất là cẩn thận làm sao mặc dù chỉ không có lấy giấy vệ sinh chỉ cuộn lại nhưng mà cái cái miếng băng ấy không là chỉ cuộn rất là gọn và rất là chắc luôn thì không có chuyện gì mà nó bung ra được trừ khi nào có ai đó tác động lấy tay gỡ ra hay là lấy cái gì đó dít ra thì quả mai nó mới bung ra thôi nó mới bung cái mép keo ra nó mới bung ra thôi còn không á là để yên sao là để yên vậy ở trong cái thùng rác không đá động gì là nó để yên vậy luôn chứ làm sao mà nó bung ra chị trinh chỉ nghe nhiều đó thì chị thấy vô lý hiểu gì không nhưng mà không lẽ giờ đứng đó cãi lộn mà trong khi đó bà và chồng bà đang ở trong phòng thờ giờ sao đứng cãi lộn với chị chồng được đâu cãi lộn được đâu mà trong nhà vệ sinh á thì nó lại không có camera làm sao quay được cái cảnh mà có ai đụng chạm vô miếng băng hay không cái chuyện đó chắc không ai biết đâu đúng không làm sao mà ai thấy được bởi vì cho nên là chị trinh này ngậm bồ hòn làm ngọt quý vị nhưng mà trong lòng của chị nó rất là tức Chị mới tưởng đâu câu chuyện thì thôi mình cứ nói đại xin lỗi cho nó xong cho rồi chứ bây giờ làm lớn chuyện chi. Chị cũng xin lỗi rồi, chị cũng nói chị ghi nhận vậy mai mốt chị sửa sai đồ. Mặc dù trong bụng là chị biết cái đó chị không có sai nha. Ai ngờ đâu tưởng đâu câu chuyện vậy thôi đi người ta nói gây muốn lặn mà gió không chịu ngừng. Tới tối ngày hôm đó vậy trong nhà ăn cơm với nhau. Thì đang ngồi ăn cơm vậy đó, ở trong bàn là cũng có đàn ông, cũng có đàn bà, à, cũng có mấy ông anh rể nữa là chồng có mấy uh, bà chị chồng phải không? thì cũng có nữa rồi chưa kể nữa là có luôn cả chồng của chị ngồi kế bên vậy mà nghĩ sao cái gì bà chị hai này ngồi trên bàn ăn có má chồng nữa bà bà lại môi lại cái chuyện đó bà nói nữa bà cũng nói y vậy quý vị bà nói là bà bà chỉ có che đậy bớt cái chuyện mà siro dâu lò lên thôi còn ngoài ra là bà nói nguyên văn y chang luôn bà nói à, à, em á con gái mai mốt về làm dâu là em phải thay đổi nha trinh Bây giờ là em chưa chính thức về làm dâu đâu, cái này là em chỉ chẳng qua là bây giờ em là trên danh nghĩa pháp lý là em là vợ của thằng Bách thì chị cho em vô nhà em ở em ngủ thôi. Chứ nếu mà chị nói thiệt nha, nếu mà tụi em mà chưa đăng ký kết hôn, chị không có cho em vô nhà ngủ như vậy đâu, không có cho em vô nhà sinh hoạt như vợ chồng vậy đâu người ta người ta miệng đời thế gian người ta nói nói chung là mang tiếng dữ lắm, mang tiếng đó mang tiếng cho em á. Và chị nói với em luôn, em á con gái, mai mốt á là phải cẩn thận sạch sẽ. Chị nói rồi con gái mình á có cái gì, cái gì dơ hôi thì mình phải biết sạch sẽ cái đó chị nói nhiêu đó là em tự hiểu mà đúng không trinh trời ơi ngồi trong bàn mà bà nói vậy quý vị rồi con mặt mũi như sao thì thật sự mà nói nha cái này là nêu mười đứng trên khía cạnh nêu mười thì thật sự bà này bà nhắc nhở những cái điều bà nói thì mình thấy nó cũng không có gọi là sai tại vì cái chuyện mà làm dâu mà dạy trẻ thì coi như là nói chung là nó cũng hồi xưa mình đang nói hồi xưa hay không ông bà xưa thì người ta không có thích là vậy là đúng Tiếp theo nữa là cái kiểu mà chị này giống như là mặc áo sơ mi tơ hơn mà đi tới đi lui như vậy Thì công nhận là nhắc nhở như vậy trong nhà có mấy ông anh rể mà ở rể như vậy thì công nhận là cũng kỳ Thì cũng đúng luôn đi Tuy nhiên thì cái chuyện mà vấn đề mà nói nhờ, la con người ta mà nói câu mà má không biết dạy cha không biết dạy Mà những câu nó nghe nó nặng lắm cái gì không Cũng là một câu nói mà đâu nhất thiệt lên đâu nhất thiết phải lôi phụ huynh vô trong cuộn chi thấy không Người nào sai thì mình la đúng người đó thôi Chứ tự nhiên không mà con sai mà tại cha mẹ Nhiều khi á, nêu mười hay nghe ông bà nói hồi xưa câu mà cái gì con hư tại mẹ Hay là ở gì là con con dạy cái mang Nhưng mà nêu mười nói thiệt nêu mười không chấp nhận tại vì sao Nhiều khi á, con cái nó hư nhưng mà đâu phải lỗi cha mẹ đâu Nêu mười từng chứng kiến nha Là có nhiều người cha mẹ làm cha làm mẹ dạy con rất kỹ Nhưng mà tại vì con nó ngỗ nghịch con nó không nghe Con nó thích làm sai theo lời cha mẹ nói thì cái đó đâu có thể nào chê trách cái lỗi là do cha mẹ được nên khi đó là cái chị trinh này nè thật ra mà nói là chỉ giận là giận cái câu nói mà chửi cha mắng mẹ của chị đó chứ nếu mà thật sự mà bà chị hai này bà chỉ khó đơn thuần thì chắc, chắc có thể câu chuyện không đến nổi thì tưởng đâu có câu chuyện á là chị trinh này sẽ chưa có nghĩ tới cái chuyện tự hôn đâu quý gì nhưng cho đến khi mà anh bách này trước khi anh quay trở về mỹ anh đã nói với chị trinh một điều mà làm chị trinh phải quyết định tự hôn anh nói với chị là bây giờ anh chuẩn bị trở về mỹ rồi chuyến sau là khoảng 3-4 tháng nữa anh mới về lúc đó mình làm đám cưới thì uh, trong thời gian mà ba bốn tháng đó anh mới về thì thôi bây giờ em chịu khó em đừng có ở nhà trọ nữa em uh, chuyển qua bên nhà anh em ở trong cái phòng ngủ của anh luôn đi tại ông này ông có cái phòng ngủ riêng của ông mỗi lần ông về việt nam mẫu gì nên ông mới nói là bây giờ em cuốn cuốn đồ cuốn tượng qua bên nhà anh em ở luôn đi anh muốn là em xây dựng tình cảm của em với lại gia đình của anh tức là ở chung với nhau trong nhà để bồi đắp tình cảm với nhau còn bây giờ em cứ ở riêng như vậy năm khi mười quả mới gặp gia đình người thân của anh thì làm sao mà em dung đắp tình cảm được nên là anh muốn trong thời gian này nè em dọn qua bên nhà anh em ở chung với lại má anh với lại mấy chị của anh rồi ở gần cháu anh đồ này kia để xây đắp tình cảm thứ nhất là như vậy thứ hai là em thai anh để trả chữ hiếu anh không ở bên cạnh chăm sóc má anh được thì em làm dâu em chăm sóc má anh thai tiếp theo cái thứ ba nữa là bây giờ vợ chồng xa cách nhau anh muốn em qua bên nhà ở chung như vậy thì uh, giống như là anh cũng yên tâm anh yên tâm ở chỗ là yêu xa nó không có xảy ra trục trặc tức là ông này không sợ chị không chung thủy gì không thì khi mà chị trinh chỉ nghe xong rồi là chị quyết định tự hôn đó quý vị chỉ có ba vấn đề mà anh này anh nói thôi chị quyết định tự hôn cái lý do mà chị trinh chỉ quyết định tự hôn là vì thứ nhất là chị nhận định là anh này không như lời anh nói thật ra ảnh là một người cực kỳ có hiếu với má và cực kỳ là có hiếu với anh chị luôn không nói chung là ông này cũng có hiếu với gia đình ông lắm mà lấy một người như vậy thì chị trinh với sợ chị rất là khổ đó là cái thứ nhất cái thứ hai là anh này ảnh kêu chị phải qua bên gia đình của ảnh ở chung như vậy trong suốt những cái tháng mà ảnh không ở việt nam thì không có ảnh hậu thuẫn không có ảnh chở che chỉ sẽ còn bị hà hiếp cỡ nào tại vì trong thời gian mà có anh bách ở đây á sống chung mà chỉ còn bị chị hai bà chị chồng để kiếm chuyện huống chi á là không có anh bách bên cạnh thì chắc là một ngày là kiếm không biết bao nhiêu chuyện mà để mà kiếm chuyện mà la chỉ chửi chỉ quý vị không và thêm cái điều thứ ba nữa là anh bách nói với chị á là anh bách nghi ngờ cái sự chung thủy của chị cái điều đó giống như là làm cho chị cảm thấy giống như là tại sao mà anh bách lại giống như là tới lúc này anh bách vẫn chưa có đủ niềm tin Rõ ràng là anh Bách vẫn còn đa nghi sợ là chỉ trẻ tuổi hơn ảnh, nhỏ hơn ảnh mười mấy tuổi chắc là chỉ sẽ phơi phới tinh tinh thần rồi chỉ sẽ này kia quý ông. Nên là chỉ quyết định là thôi anh này chưa có đủ lòng tin với mình. Với lại là ảnh có hiếu gia đình quá, ảnh sợ anh em quá thôi lấy anh này anh chỉ khổ chỉ quyết định tự hôn. Khi mà quyết định tự hôn quý vị, khi mà chị Trinh đưa quyết định tự hôn thì quý vị biết không? chỉ quyết định tự hôn xong á thì cái người chị hai với lại má của anh bách này về dưới quê để gặp gia đình ba ba má của chị trinh để nói chuyện á người lớn nói chuyện nhau hồi lúc đến với nhau thì cũng người lớn nói chuyện thì lúc tự hôn người lớn hai bên cũng phải giáp mặt nói nhau một cái không thì lúc mà gặp nói chuyện nhau Quý gì biết nói thì sao không má của chị bà chị hai của chị bà chị chồng này chị quanh bách nói với lại ba má chị trinh đó là à, con trinh nó nó cũng đâu có còn trinh tiết gì đâu lúc mà nó đến với lại em của bả đó ý là bả nói với lại ba má chị trinh nha là lúc mà chị trinh đến với lại anh bách á là chị trinh trong trạng thái là phụ nữ thứ nhất đã mang tiếng đời chồng mà cũng đâu có còn trinh tiết gì đâu mà sao lại bài đặt còn làm giá đồ gì kia không trong khi em của bả cũng là việt kiều em của bả mặc dù có đời vợ có đứa con nhưng mà em bả là có công danh sự nghiệp thành tài bên mỹ mà lại kiểu như là đẹp trai khôi ngô tướng tú trong mắt bả là vậy nha ngon lành vậy Uh, thiếu gì con gái thiếu gì đứa thích mà tại vì uh, do là thằng bách nó lỡ nó thương con trinh mà bây giờ con trinh nó lại còn chảnh chẽ nó còn này kia thể hiện cao giá nữa thật ra là con trinh bây giờ nó cũng đâu còn cao giá đâu nó vậy là thuộc dạng thấp giá rồi nó có cái tỳ vết rồi bà này bà nói vậy quý vị thì lúc này là má chị trinh bức xúc quá là đã biết được là con gái mình nói đúng cái gia đình này thì ra là nói chuyện rất là kỳ không má chị trinh mới nói thẳng luôn nói là cái này á con trinh á ngay từ đầu con tôi làm sao tôi đã nói vậy rồi nhưng mà bên gia đình á là chấp nhận thì lấy con cho ông bách lấy con tôi thì bây giờ phải tôn trọng con tôi tôn trọng quá khứ của con tôi tôi chưa bao giờ tôi chê trách á cái quá khứ của ông bách cả thì không có lý do gì bên gia đình của của mấy người á chê trách con gái tiểu sử con gái tôi nếu bây giờ hai bên không có hợp nhau con tôi nó không muốn lấy con chị và ngay cả bây giờ tôi nói thiệt nhân ngày hôm nay khi mà nói chuyện như thế này nè thì tôi đã hiểu rõ được là cái cách xử sự của gia đình chị rồi thì tôi cũng xin nói thiệt luôn là bây giờ con tôi á nó không muốn lấy thì tôi cũng không có ép thôi thì bây giờ cứ thuận vậy thôi con tôi có thể là do nó cuộc đời nó cũng hơi bạc bẽo lỡ dở đời chồng thì bây giờ lỡ dở lần hai tôi cũng chấp nhận miễn sao con tôi nó sống gần tôi mà nó hạnh phúc còn hơn là nó sống xa tôi mà nó đau khổ phải không thì khi mà nói vậy xong cái gì là thống nhất với nhau là từ hôn đó gọi lại một lần nữa là trả sinh lễ cưới nữa quý vị coi khổ chưa từ ngày đó thì anh Bách này anh ở bên Mỹ, ảnh cũng thường xuyên liên lạc về Việt Nam. Ảnh nghe tin là từ hôm vậy ảnh liên lạc về Việt Nam, nan nỉ này kia, cũng nói chỉ thủ thủy, nan nỉ chỉ là xin chỉ thứ tha. Nhưng mà chị Trinh này chị cũng nói thẳng với ảnh rạch rồi rằng là bây giờ không phải là không thương ảnh, mà là chỉ không chấp nhận được cái tính cách đó của ảnh và tính cách của gia đình ảnh. Với lại từ đầu thì anh Bách ảnh nói là lấy ảnh chứ đâu có lấy gia đình ảnh đâu mà bây giờ tới chừng vô sâu á thì bây giờ vô gần sâu thôi tức là mới đám mới vào thuộc dạng như là chụp hình cưới đăng ký kết hôn thôi là chưa gọi là đám cưới nữa mà chưa gì hết anh bách ảnh đã lòi ra cái tính á là ảnh ảnh không có giống như hành động ảnh nói ảnh à, không giống như lời nói ảnh nói bây giờ gần cưới rồi thì bây giờ ảnh lại kêu chỉ dọn đồ cuốn tượng qua bên nhà ở làm dâu có nghĩa là ngay từ đầu ảnh nói là ảnh hậu thuận chỉ ảnh bảo kê okay chỉ nhưng bây giờ không có ảnh thì chắc chắn đâu có người bảo kê okay. mà bây giờ anh này ảnh vậy là ảnh lật lọng rồi quý vị không rồi anh nói là lấy ảnh chứ đâu lấy gia đình ảnh mà nhưng mà bây giờ tiện cuốn đồ qua ở bên nhà ảnh là có nghĩa là lấy gia đình ảnh chứ gì. Rồi ảnh kêu chỉ lấy lòng gia đình ảnh thì chẳng phải khác gì là giống như cái câu mà gì lấy anh thì phải lấy luôn cả gia đình anh, không phải câu đó sao. Mà anh này anh nói chuyện vậy là ảnh coi như là ảnh nói chuyện với hành động nó không có đi đôi. Chị Trinh chỉ mới nói thẳng với ảnh luôn, anh vậy anh anh không có làm cho em tin tưởng. Cho nên là thôi với lại là em thấy anh cũng không có lòng tin trong tình yêu của hai đứa mình đó. nên thôi uh, gọi là chia tay sớm bắt đầu khổ từ ngày đó trở đi thì chị Trinh chặn mọi liên lạc với lại anh Bách này luôn quý vị và rồi thì bây giờ chị Trinh ở dưới quê mang tiếng hai đời chồng quý vị thấy khổ không rồi bây giờ trong người của chị Trinh bây giờ mà ai mà kiếm chị Trinh mà hỏi á Trinh ơi Trinh mày có hình cưới không thì khó khỏi chờ khỏi cần hỏi chị Trinh có tới hai của anh bưng cưới lần bây giờ nếu mà ai hỏi là chị Trinh hồi nào giờ đã mặc sa rê cưới bao giờ chưa chỉ mặc tới mấy lần lần chỉ mắc vô mặt có cỡ năm bảy bộ lần tại chị chụp hình cưới mà anh bưng cưới lần đầu chụp với anh chút chị cũng có nè mà anh bưng cưới chụp lần hai với lại cái anh bách này chị cũng có luôn bây giờ cần anh bưng cưới lúc nào có lúc đó cho nên cuộc đời của chị trinh là chị không có cần mặc sa rê một lần nào nữa gì chị đã chán lắm rồi và cuộc sống của chị bây giờ thì chỉ với sống đơn thân gọi là làm sống single á sống single lady đó bây giờ là chỉ xong là phụ nữ độc thân rồi chỉ lo công danh sự nghiệp thì bây giờ á là sự nghiệp chỉ thì cũng không có làm chủ cả gì nhưng mà chỉ công việc của chị hiện tại mức lương cũng khá là cao và đời sống của chị bây giờ rất là tốt cuộc sống của chị thì bây giờ mọi thứ nó trơn tru chỉ có đường tình duyên là không có ai nhưng mà kệ nó không có ai nhưng mà nó vui là được rồi giống như nêu mười đời sống trực túi vẫn thì vui không cho nên em nấu vậy rồi vui hay không là do tâm của mình chứ không phải là do ai khác cho mình niềm vui nếu mà niềm vui của mình mà từ cái sự ban phát của người khác lệ thuộc vào cái người khác cho mình niềm vui thì cái niềm vui nó, nó không phải là vui quý vị thành ra là niềm vui nó xuất phát từ từ trong tâm mà ra nó xuất phát là từ chính trong cái suy nghĩ của mình mình tự làm cho mình vui thì nó sẽ bền còn mà mình để cho người khác tạo cho mình niềm vui thì hôm nay người ta cho mình vui ngày mai người ta cho mình buồn. Hôm nay người ta cho mình cười ngày mai người ta cho mình khóc phải không? Còn mà mình làm cho mình vui thì mình tự điều tiết cái chuyện đó thì dĩ nhiên mình sẽ muốn mình vui là mình sẽ luôn vui. Còn mình muốn buồn là mình sẽ tự buồn. Dù gì mình cũng chủ động mình active hơn, còn đừng mình đừng có để mình rơi vô cái tình huống bách sĩ si quý vị. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó nó kết thúc tại đây và nếu mọi mong rằng quý vị nghe xong câu chuyện này có thể là chia sẻ à, bên dưới cảm nghĩ cùng với Nêu Mùi TV thông qua cái phần 1 và phần 2 về cái câu chuyện của chị Trinh tuổi dần. Thật ra mà nói phụ nữ tuổi dần thì nó hơi lận đận tình duyên nhưng mà Nêu Mùa nói thiệt đâu phải tuổi dần không đâu nếu mười thấy bây giờ thời đại bây giờ là tuổi gì nó lận đận là nó lận đận à chứ nó không có phải tuổi dần gì hết trơn á cho nên chị em phụ nữ á, làm ơn cũng đừng có vì mà à, cha tôi mẹ tôi đẻ tôi ra đúng ngay tôi tuổi dần xong rồi hận quán trách cha mẹ sao tuổi đẻ con tuổi dần chi cho con khổ đừng nói vậy tội nghiệp cha mẹ mình không bây giờ người ta nói con người nó có cái số hết trơn rồi bây giờ không đẻ tuổi dần mà đẻ tuổi chuột hay là tuổi con gắn hay là tuổi con gì bây giờ mà nó nó lận đận là nó lận đận lao đao à thấy không thì cái câu chuyện ngày hôm nay đến đây xin được phép khép lại và cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.